Nó vẫn như thế, vẫn lên mạng chửi người khác, trong khi nó luôn là người sai. Hôm nay tôi sẽ dùng WeChat để dạy cho nó những bài học. Cái thằng này thì viết gào phím, và thì luôn viết cách xem phim. Nó xứng đáng phải bị trừng phạt. Tôi sẽ nói mày bằng gà vạt. Mày đã đi gì up những video của người khác. Mày xứng đáng phải nhận cơn thịnh nộ của tao. Tao đang khác. Mày đang trốn ở đâu đấy hả Thạch? Để tao còn tàn sát. Tao sẽ cho mày thấy thế nào là tốc độ của mày nhìn nhắc. Mày là cái thằng mà tao thấy giống như là một con điên. Tao còn thấy mày rất giống với một con chó và một con kiếm. Tại sao mày lại như thế trong khi mày vẫn còn liêm sỉ? Mày đã vứt hết liêm sỉ và giờ trông mày như con đĩ. Trong mặt mày chả khác gì mới đi gì á. Còn trông chị ruột và em họ của mày đang giải thích á. Mày nghĩ mày là cái người mà được mọi người tiên vị nhất. Mày nghĩ mày là cái người mà mọi người thấy chất như nước đất. Mày nói những người mà đưa ra những phán quyết mà nó rất đúng. Đến năm sau tao nghĩ chắc chắn mày sẽ được đi viếng đúng. Tao nghĩ người đến viếng đó chính là không khí ở ngoài. Còn tao nghĩ chắc chẳng có ai đến thăm viếng của mày.